Thưa các bạn, vấn đề về lão hóa luôn là vấn đề của tất cả mọi người chúng ta khi ở độ tuổi trung niên, luôn lo lắng. Và cái chuyện lão hóa là cái chuyện dường như là tất yếu phải xảy ra. Sinh lão bệnh tử chúng ta cũng đã quá quen thuộc với câu nói đó rồi. Nhưng mà tại những quốc gia đã phát triển thì có những cái liệu trình chống lão hóa để giúp chúng ta có thể giữ được trẻ hơn, lâu hơn so với cái tuổi thật của mình, làm cho cái tiến trình lão hóa đó được chậm hơn, được gọi là anti-aging, longevity, chống lão hóa và trường thọ. Và hôm nay BB Thanh Mai rất là hân hạnh được mời đến đây tiến sĩ, bác sĩ Eric Fassman, người có kinh nghiệm hơn 20 năm tại Hollywood điều trị về lão hóa, để giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn và giúp chúng ta được trường thọ nữa. Tiến sĩ bác sĩ Eric đã có hơn 25 năm kinh nghiệm điều trị các vấn đề liên quan đến việc chống lão hóa, tăng cường sức khỏe, sinh lý và cải thiện các vấn đề về nhan sắc từ bên trong cơ thể với liệu trình whitening, anti-aging, longevity trên nhiều nước tiên tiến. Với liệu trình này, tiến sĩ Eric đã giúp hàng ngàn khách hàng, trong đó có nhiều ngôi sao Hollywood, giữ gìn được sức khỏe và nhan sắc thanh xuân lâu dài cho đến rất nhiều lợi ích của liệu trình. Nổi bật nhất là khả năng chống lão hóa, làm trẻ hóa, làm da trắng sáng mịn màng, tăng cường sức khỏe và cải thiện chức năng sinh lý. Sau 6 tuần điều trị với cái liệu trình trẻ hóa cũng như là chống lão hóa từ bên trong và tăng cường cái sức khỏe của bác sĩ Eric từ BB Thanh Mai, thì Út Thái có cảm giác là giống như mình gặp được phép màu vậy. Phép màu là bởi vì ngoài cái chuyện mà da dẻ mình cảm giác là nó mịn hơn, nhưng mà cái mà Thái thích ở chỗ là mình cảm giác là đối với đàn ông thì cái cơ bắp nó rất quan trọng, và cơ bắp mình cảm giác nó săn chắc và cơ thể nó rắn rỏi hơn rất là nhiều. Một cơ thể của con người chúng ta hàng chục năm rồi, chúng ta đã làm gì để có thể chăm sóc cho chính bản thân mình? Chúng ta phải luôn trân quý sức khỏe của mình, bởi vì sức khỏe là vàng mà, phải không quý vị? Hãy hành động, hãy liên hệ với BB Thanh Mai số hotline 1800 6617 để chăm sóc sức khỏe và người thân của chúng ta tốt hơn quý vị nhé.